đang nghỉ. Đâu, điện thoại thì sợ đánh canh. Xoay ra thôi, xoay ra. Đây có mấy cái mặt sàn này, thay đổi mặt sàn này, bẻ nhà này, cái đường này không phải mua được đi cô, vật thứ mình cái này à, tháo ra thay mặt sàn. Là chạy đấy, chất liệu máy inox, trục xoắn bằng inox, hai mặt sàn thôi nhá, mặt sàn sợ lỗ nhá. Đấy, chất liệu máy là inox hết. À, ok, sợ máy thanh âm con. Đấy, sẽ đứng cành như gì à?